Xin kính chào quý vị đã trở lại với phần 2 của chương trình Tìm hiểu về địa ốc cùng với Tuyết Nha và Bảo Khanh. Như phần 1 chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về có một quý vị khán thính giả đã hỏi về cái vấn đề là ký e-sign á, thì Bảo Khanh chỉ nghĩ là chắc mọi người chỉ là lo lắng là có an toàn hay không, tại vì thấy giống như là mình không phải là chính tay mình ký, nhưng thực sự đó rất là an toàn quý vị, bởi vì á, khi mà muốn gửi e-sign cho quý vị là chúng tôi cũng phải chỉ xin có email của quý vị thôi, mà email của quý vị thì chỉ có quý vị biết cái password của mình, thành ra rất là an toàn và rất là tiện lợi. Chỉ cần mình click, mình chọn cái chữ ký mình rồi mình cứ click là nó sẽ ký cho mình. Thì đương nhiên nếu mà quý vị không biết là mình ký gì thì quý vị phải, thì có người agent đại diện cho quý vị thì họ sẽ giải thích cho quý vị đây là những giấy tờ gì, về những cái gì, thì lúc đó quý vị hãy ký thì lúc vị sẽ an tâm hơn, phải không ạ? À? Thì Tuyết Nha còn có câu hỏi gì khác không Tuyết Nha? Dạ, có thêm câu hỏi này nữa nè. Hai vợ chồng em đi xem nhà, tới một căn mở cửa bước vào mùi cần nồng nặc sọc vào mũi, em thở còn không nổi, mà chồng em nói cứ thay thảm và sơn lại tường là ok. Em thì nói cái mùi nồng nặc đó đã không thể nào chịu được, chưa kể cái năng lượng họ ở đâu đó xung quanh vương lại từ đâu thì làm sao để mà khử hết được. Xin các chị nghĩ sao về trường hợp như thế này? Em xin cảm ơn. Trời, thật sự mà nói lần đầu tiên anh thấy có một người biết cái nhà có chồng cần sa mà còn vẫn muốn mua. Tuyết Nha biết không, thực sự người ta thấy cần sa vô hửi mùi một tiếng á là người ta chạy mất tiêu rồi, bị khó chịu. Người ta đã không muốn offer người, luôn rồi, yeah, đó không muốn mua đó, luôn á. Người vợ thì không có muốn, mà người chồng thì có lẽ rất muốn nhà quá rồi hoặc là tự nhiên yêu thích làm sao đó mình không biết, nhưng mà nghĩ là về chùi dọn sơn lại rồi thay thảm là xong. Nhưng mà cái vấn đề nó không phải chỉ có vậy không thưa quý vị. Thường mà vợ chồng mình đi mua nhà mình có cái lấn cấn cái gì á thì không có nên, phải không? Cái đó là cá nhân em thôi, đúng rồi, phải không? Giống như là người vợ theo cái kiểu nói như thế này là đã không thích rồi. Thứ nhất là về cái mùi cần, thứ hai á là cô nói cô cảm giác trong nhà hơi ớn lạnh đó, thấy cái năng lượng nó giống như mùi cần còn khử được, còn cái năng lượng mà còn vương lại hay là có vị nào ở có cảm nhận được cái sự mà hơi lạnh lạnh như vậy đó thì rõ ràng là người vợ đã không thích rồi. Thì để mình giữ gìn hạnh phúc gia đình thì mình nên bàn bạc lại kỹ lưỡng với nhau. Đúng rồi, thật sự mà nói Khanh có một cái case là căn nhà đó là cái người chủ muốn bán á, là người ta đã mua qua một chủ rồi á, tức là chủ cũ đúng là có cần chồng cần sa nhưng người ta đã dọn hết rồi và biến nó thành cái patio, coi như là enclosed patio. Và cái người khách của Khanh là mới mua căn nhà đó, tức là qua coi như là quá hái hơi rồi. Vậy mà khi mà bây giờ người ta muốn bán á, không miễn cái city inspection, không phải city inspection mà là cái physical inspection tới á, mà người ta tìm được cái mùi mà thật sự không thấy một cái gì á, người ta chỉ nói có một cái mùi nhẹ thôi. Vậy mà cancel cái deal đó. Tức là ý Khanh nói là nó chỉ thoảng mà qua hai đời chủ rồi, nhưng mà người ta nói là tại vì á nó vẫn ướp mùi ở cái rèm cửa, nói chung thoang thoảng nó vẫn còn một cái mùi nhẹ nhẹ, nhưng mà thực sự mình không biết mùi đó nữa, nhưng mà không thấy mùi gì hết á, mà đã vậy mà đã cancel liền rồi đó. Còn cái này là cancel cái escrow luôn á, chỉ vì cái mùi thoang thoảng đó thôi á. Thì nhiều người cũng vào và cũng chia sẻ là nếu như mà tôi thì tôi không có đi tiếp với lại cái listing này, tôi đi tìm chỗ nhưng khác. Nhưng mà đúng là nghĩ lạ thật, nhưng mà nó đã giống như đã clean sạch sẽ rồi, nếu như thật sự vậy thì Tuyết Nga nghĩ sao? Tuyết Nga có dám ở không? Không. Cũng không à. Vậy có nghĩa là nếu như mình gặp một tân chủ nào muốn bán nhà mà nếu như đã từng là chồng cần sa, mình nên là phải nói là phải làm trước hết rồi, phải không? Giống như là thay đổi, sửa sang hay là xịt mùi, đúng tức là rồi, phải khử mùi phải hết, clean phải không? Up trước khi mà nhưng Khang con thấy đa số hình như là không ai dám mua căn nhà đó nữa. Với lại nghĩ giống như mình có cái tâm lý là chồng cần sa giống như là nhà này sẽ giống như là của băng đảng, nói chung là không có tốt vậy đó. Giống như là bây giờ thì như là phạm tội á, giống như căn nhà phạm tội á đó. Tại vì tất thì cái căn nhà kia nó không có cái không thấy mùi gì mà đã qua hai đời chủ rồi. Chỉ mà biết là nó vẫn phất được, không, tại vì cái máy máy sưởi nó vẫn còn phất, nó nói. Ô, mà nó nói ở cái máy sưởi nó còn có mùi, nó chỉ nói có mùi ở đó thôi đó. Vậy là cái mũi của cái người mà home inspector nó phải nói rất là nhạy luôn á. Ừ đó ha. Đúng rồi, tại vì thực sự đến cái phòng đó ra, đến cái phòng đó là mình đó. Không, đã tìm đến cái phòng đó là mình cũng biết là đã từng trồng cần sa, tại vì nó sẽ có cái máy hút khí gì đó nhưng mà nó đã qua hai đời chủ rồi. Và người chủ này cũng đã sửa sang thành một cái patio, giống như là thành một cái patio rồi, để mà kiểu như là sum họp gia đình rồi, nhưng mà vẫn để giữ lại cái máy air conditioning đó.
thành ra nó có mùi từ cái đó vẫn còn. Thì ra là... vậy mà cancel đó, thành ra Khanh nói điều... là đúng là thôi. Dạ, yeah, trường hợp này nó cũng tế nhị lắm thưa quý vị. Tại vì người Việt Nam chúng ta đó, một số, đa số chứ thì vẫn còn là ái ngại về cái vấn đề mà cần xa. Nhất là trong khi mình muốn mua một cái căn nhà nào để cho mình an cư lạc nghiệp đó, thì người ta tìm rất là kỹ lưỡng. Giống như hai vợ chồng trong cái câu hỏi này đi tìm nhà cũng vậy. Có lẽ là người chồng thì nghĩ thoáng hơn, nghĩa là không sao, về mình sửa lại dạ, thì ok thôi. Nhưng mà người vợ thì rất là bất mãn. Người vợ nói là đi vô là nồng nặc cái mùi, gọi là đi vô là nó ngột luôn, cô chịu không nổi. Chưa kể là cô còn cảm thấy ớn lạnh khi mà đi vô cái nhà đó nữa. Thì đó cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng để khi chúng ta lựa được một cái căn nhà mà mình yêu mến. Tại vì căn nhà đó sẽ ở với quý vị suốt luôn đó. 30 năm đó quý vị, tại mượn loan 30 năm mà. Nhà, hoặc là quý vị có thể ở cả đời rồi có con cháu này kia vân vân. Cho nên là cái quan trọng nhất là khi mình đi vào cái nhà, cái này là tâm lý của mình, rất là nhiều người cùng chia sẻ. Mình vào cái nhà mình cảm thấy là đồng thuận, vợ chồng cảm thấy vui vẻ, cảm thấy nó đi vô cái nhà nữa, mình cảm thấy nó thoải mái. Thoải mái, ấm cúng. Tại vì home sweet home mà, đúng không? Mình về nhà mình phải thấy thoải đúng. Mái. Chứ còn bây giờ giống như mình bị bất đắc dĩ mà mình mua rồi mình nói thôi không sao, thôi mình ráng mình chùi, mình ráng mình dọn. Còn người vợ thì nói không ngửi được, không thân được. Thì như vậy thì tự nhiên chúng mới mua nhà xong là cãi nhau rồi đó. Là đã thấy là có cái sự không đồng thuận giữa hai bên rồi. Vậy là không tốt rồi. Thì mà nếu mà cãi nhau nhiều khi mình lại nhìn đến phong thủy là không biết cái sinh với lại cái đó, rồi bắt đầu cái show đó có đối diện nhau không hay cãi nhau. Tìm ra những cái lý do khác nữa. Cho nên là tốt nhất nếu như mà mình có thể tìm được những cái căn nhà nào khác, hoặc căn này nó quá tốt, giá nó quá rẻ vì một cái lý do gì đó mà mình không nỡ bỏ đó thì mình không nói. Còn nếu mà trung bình đó thì mình có thể mình tìm một nơi khác để cho cả hai vợ chồng đều cảm thấy thật sự thoải mái mà nói và thì phúc. Thời buổi bây giờ tìm nhà khó khăn rồi, cạnh tranh nữa, chắc căn này là đúng là không ai mua, thì đương nhiên mình cứ offer mình còn được giảm giá nữa. Tức nhà nghĩ đi đúng là phải tính toán, coi như là, nhưng mà phải đồng vợ đồng chồng thôi, đúng nếu mà người vợ đồng ý phải không phải thì không? Nhiên chắc chắn căn nhà này đối với châu Á mình là coi như là sẽ, coi như là nhiều khi căn nhà này là sẽ rất là ít offer, còn nhiều khi chỉ có đúng một cặp vợ chồng này thôi. Đương nhiên là mình có thể trả giá xuống nè, thì tính toán, nhưng mà đương nhiên đồng vợ đồng chồng quý vị ạ. Nếu người vợ mà không đồng ý rồi thì cũng không nên tiến tới, mặc dù hoặc chồng giá mà. Rẻ. Đúng rồi, thì cũng phải suy nghĩ lại. Tại vì ban đầu mình gật đầu, nhưng mà sau đó mình ở trong nhà đó mình sẽ cảm nhận căn nhà đó hàng ngày luôn á, giống như mình đúng đi rồi, làm mình mệt mỏi. Nghĩ nó không hết mùi đâu, Khanh biết khách cái căn là mấy năm rồi đó mà hóa ra vẫn còn cái mùi trong cái máy sưởi, cái máy air conditioning thì mà. Thì đây là nồng nặc luôn, không? Vừa vô mới thấy nồng nặc luôn. Dạ. Thì đó là cái chung chung mà chúng tôi mỗi người một cái ý kiến đó thưa quý vị. Thì quý vị cứ tham khảo, thấy ý kiến mà nó phù hợp thì quý vị lựa chọn. Dạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái listing tiếp theo. Và tiếp theo là căn nhà ở West Covina, giá là 885.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng là 1.534 square feet, lot size cũng gần 6.000 quý vị, 5.993 square feet. Ở West Covina với giá là 885.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Thì nhà cũng chủ vẫn còn ở quý vị, thì nó cũng gọn gàng, sạch sẽ, rộng rãi. Yeah. Có cái patio nhỏ nhỏ phía sau để giặt đồ nè, vườn cũng rộng. Đó, giá là 885.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Đây là hình từ trên xuống. Dạ, nhà rộng 1.000, trên 1.500. Dạ. Mà lot size West Covina luôn. Cỡ 6.000, tức là 5.993 với giá là 885. Wow. Bên trong cũng trang hoàng rất là gọn gàng. Thì mình biết là chủ vẫn còn ở, nhưng mà đã dọn dẹp sạch sẽ thì mình thấy cũng tương đối ok. Mà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm quý vị, với giá là 885.000, nhà rộng trên 1.500 rồi. Dạ. Cũng và chúng ta tiếp tục với một căn nữa ngay tại thành phố Garden Grove. Căn này list lên giá là 950.000 thưa quý vị. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, diện tích ở là 1.385 square feet và lot size là 5.325 square feet. Bên trong cũng sơn sửa lại hầu như toàn bộ. Nó làm lại hết đẹp thưa quá. Quý vị. Anh thích cái patio phía trước thôi nha. Hay là có cái chỗ kiểu ngồi cái kiểu nhìn sang, cái kiểu nhìn cái nhà cao, cái trần cao. Thường thường mình nghĩ cái người ghế ngồi nghỉ mát, thường mình nghĩ phía sau nhà không à. Nhà này nó để phía trước trông rất là dễ thương. Uống cà phê ngồi sáng ngắm cảnh xung quanh, uống cà phê.
đây là bên trong từng phòng. Đó, người ta cũng làm lại hết đó thưa quý vị. Này là làm lại sạch sẽ hết rồi, cái này là remodel hết rồi quý vị. Lần này là move-in condition rồi đó. Cái lý do mà nó để cái giá nó hơi thấp một chút, không phải là một triệu giống như những căn khác, bởi vì cái lot size của nó nhỏ hơn. Những cái chứ còn bên ngoài quý vị nhìn thấy rất là đẹp. Từ ngoài vô trong đều nhìn rất là đẹp, cái kiểu nhìn sang. Và nó cũng gần với Lido Sài Gòn luôn. Đó. Thấy nhìn cái nó này thoáng, nhìn mà nó đẹp, nó trần cao. Rồi quý vị đi vô trong là quý vị thấy người ta sơn sửa sạch sẽ hết rồi đó. Từ bếp nè, cabinet nè, cho tới phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm vân vân. Ngay tại Garden Grove, giá đang list là 950.000 Mỹ Kim. Đó là một số những cái căn mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, cũng như là trả lời một số những cái câu hỏi liên quan tới lĩnh vực địa ốc, quý vị mua nhà, bán nhà vân vân, trong tuần này quý khán giả đã chia sẻ và gửi đến chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào quý vị.